Xin chào các bạn học sinh lớp 9. Bắt đầu từ hôm nay, thầy sẽ giới thiệu với chúng ta các cái đề thi tuyển sinh vào 10 để chúng ta ôn tập một cách tổng thể để chúng ta rút ra những cái kinh nghiệm giải toán giúp chúng ta có kết quả tốt hơn trong quá trình chúng ta ôn thi vào 10. Thì trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ chữa đề số 1. Câu 1 là giải phương trình. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành giải quyết từng bài một. Câu 1. Phần 2, giải phương trình. Thì ta biết đây là một phương trình chứa ở mẫu thức. Vì vậy cho nên bước giải của chúng ta gồm 4 bước. Bước 1 là đặt điều kiện xác định. Bước 2 là quy đồng hai vế và khử mẫu. Bước 3 là giải phương trình vừa tìm được. Và bước 4 so sánh x với điều kiện và kết luận. Chúng ta sẽ tiến hành giải phương trình này qua 4 bước đó. Bước nhất là đặt điều kiện. Thì để đặt điều kiện chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ cho tất cả các mẫu khác không. Ở đây hai mẫu giống nhau, vì vậy chúng ta chỉ cần x trừ 2 khác không, tức là x khác 2. Xong bước thứ nhất. Bước thứ hai là quy đồng hai vế và khử mẫu. Rồi chúng ta sẽ thực hiện quy đồng. Mẫu chung chúng ta là x trừ 2 với các được này 1 cộng với phân thức là 1 thì ta biết là 1 trên 1. Vậy nhân tử phụ nó là x trừ 2 bằng 5 trừ x. Bước này thầy thấy là trong trình làm bài nhiều bạn chúng ta hay bỏ qua. Tuy nhiên cái việc làm đó rất dễ dẫn đến sai lầm trong một số bài. Do vậy thầy khuyên chúng ta là chúng ta nên thực hiện đủ các bước theo quy định. Đây là bước quy đồng hai vế. Sau khi quy đồng xong thì tiến hành khử mẫu. Mà khử mẫu thì chúng ta nhớ là phải dùng dấu suy ra chứ không phải dấu tương đương. Đấy. Thì sẽ được là 1 cộng với x trừ 2 sẽ bằng 5 trừ x. Vậy tương đương gì? Chúng ta thể thực hiện chuyển vế về. X chuyển âm x sang đây thì x cộng x vậy được 2x. Đây là 5 cộng 2 bằng 7, 7 trừ 1 bằng 6. Như vậy chúng ta sẽ giải được là x bằng 3. Sau khi giải được x thì nhớ đừng quên cho thầy, đó là bước so sánh với điều kiện trước khi kết luận. Vậy x bằng 3 thì rõ ràng thỏa mãn cái điều kiện x khác 2. Như vậy chúng ta sẽ ghi là thỏa mãn điều kiện xác định. Và cuối cùng đó là kết luận. Vậy phương trình đã cho có nghĩa là x bằng 3. Như vậy là ta đã hoàn thành cái bài thứ nhất là giải phương trình phần A. Ta xét bài phần B. X bình trừ 6x cộng 1 bằng 0. Và khi làm xong chúng ta nhớ thầy là chúng ta thực hiện thử bằng máy tính. Thì phương trình có ẩn mẫu thức có thử bằng máy tính được không? Thì chúng ta hoàn toàn thử được. Cho nên cách thử như sau. Chúng ta ấn vào máy phương trình này 1 trên x trừ 2 này, chúng ta nhập vào nguyên cái phương trình đó 0, 1 bằng 5 trừ x trên x trừ 2. Sau đó là ấn shift xoay và cho một giá trị, lấy luôn giá trị bằng 3 thì máy giải sẽ rất nhanh. Như vậy thì trên máy hiện lấy bằng 3. Vậy quá trình chúng ta sẽ hoàn toàn chính xác. Tôi nghĩ nhé, cách làm sau này, chúng ta nhập nguyên cái phương trình vào, sau đó ấn lệnh shift xong và cho x một giá trị
thì chúng ta nên cho luôn những giá trị ta vừa giải thì máy sẽ giải rất nhanh, chúng ta giải quả ngay. Các bạn x3 tín hiệu quy trình rồi. Ok, thì chúng ta sẽ thực hiện giải bằng delta phẩy. Ta có a bằng 1, b bằng âm 6, b phẩy bằng. Trong quá trình giảng dạy thầy thấy là nhiều bạn chúng ta còn chưa biết cách xác định b phẩy hoặc xác định nhầm, thì thầy nhắc lại cách xác định phẩy là gì? Bằng b trên 2, tức là bằng trừ 6 trên 2 và bằng trừ 3 và c bằng 1. Bước này chúng ta không nên bỏ qua khi mà chúng ta chưa thành thạo. Đấy, tôi tính nhận delta sẽ bằng cái gì? Delta bằng b phẩy bình trừ ac trừ ac. Đấy, vậy sẽ bằng gì? Bằng 9 trừ 1 bằng 8 nhân 0. Vậy suy ra căn delta phẩy sẽ bằng gì? Sẽ bằng căn của 8. Đấy, đến đây thì lại thấy là nhiều bạn chúng ta mất điểm này. Đó là chúng ta để nguyên kết quả của delta, căn delta phẩy là căn 8 là chưa được. Bởi vì căn 8 hoàn toàn có thể tách ra được thành là căn của 4 x 2 đưa ra ngoài thành 2 căn 2. Được chưa? Nhớ thầy nha. Chúng ta phải đưa thử số ngoài dấu căn này. Chụp căn thức ở mẫu này, cứ mẫu chúng ta căn này không được để mà chưa đảm bảo điều đó. Từ đó suy ra x1 bằng gì? X1 bằng trừ b phẩy, tức là trừ đi âm 3 cộng căn delta phẩy trên a. Đấy, a là 1 bằng 3 cộng 2 căn 2. Và tương tự như vậy chúng ta có ngay x2 sẽ bằng gì? X2 sẽ bằng là 3 trừ 2 căn 3. Và trước khi kết luận chúng ta hãy thử bằng máy tính, giải máy tính nha. Bao giờ chúng ta cầm cái máy tính kèm theo tay mình. Rồi, như vậy máy do x1 bằng 3 cộng 2 căn 2, x2 bằng 3 trừ 2 căn 2. Chúng ta cứ phải kiểm tra cho thật chắc chắn. Những bài dễ này không nên để mất điểm nhé. Chúng ta nhớ được thử đấy. Vậy phương trình đã cho có nghiệm là x bằng 3 cộng trừ 2 căn 2. Đấy, nhớ nhé. Bài này là bài tương đối dễ khi đi thi vào cấp 3. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể bị mất điểm nếu chúng ta để kết quả như vừa rồi thì nêu. Bài 1 chúng ta hoàn thành. Bây giờ chúng ta sang bài số 2 là xét hàm số. Bao giờ chúng ta phải viết lại cái hàm số nha. Nhiều bạn chúng ta hay quên lắm. Phần A là gì? Là tính giá trị của biểu thức của hàm số tại x bằng căn 5 cộng 2. Đó. Thế thì giá trị của hàm số là gì? Tức là chúng ta thay x bằng căn 5 cộng 2 vào vị trí của x. Sau đó chúng ta sẽ tính nha. Phần này thì tương đối dễ rồi. Với x bằng căn 5 trừ 2 ta có y sẽ bằng x bằng căn 5 cộng 2, y bằng căn 5 trừ 2 nhân với căn 5 cộng 2. Đến đây ta thấy ngay, đây chính là hằng đẳng thức a trừ b nhân a cộng b. Vậy sẽ thành là a bình trừ b bình. A bình tức là căn 5 tất cả bình là bằng 5, trừ b bình là 2 bình. Vậy sẽ bằng 1. Đấy, 1 nha. Bây giờ chúng ta thử máy tính nhá. Thử máy tính này. Chúng ta nhập vào công thức này. Y bằng này. Y bằng căn 5 trừ 2 nhân x. Đấy. Cộng 3. Sau đó là thầy ấn nút can. Và với x bằng căn 5 cộng 2 như vậy máy tính của ta là bằng 4 chứ không phải bằng 1.
đấy, điều đó chứng tỏ rằng chúng ta đã tính sai ở đâu đó, tính sai. Vậy ta sửa như nào? Đâu, ta kiểm tra lại nhá, sai đâu nhá, ta thay về đây. Căn 5 trừ 2 nhân x là căn 5 cộng 2. À, thế như vậy thì cái số 3 này nó bất đâu mất rồi. Thì đây cũng là một trong những sai lầm có thể xảy ra nhá, đối với một số bạn. Vậy ta sẽ cộng với 3. Và thứ là đây ta cộng thêm 3 nhá. Và bằng 4. Vậy thầy xin nhắc lại một lần nữa là khi làm bài thì chúng ta luôn luôn phải cầm máy tính trong tay. Hôm nào thầy sẽ hướng dẫn chúng ta từng các cái chuyên đề sử dụng máy tính trong tay để giải toán như nào, chúng ta so sánh như nào nhé. Và từ đó ta kết luận, vậy giá trị của hàm số tại x bằng căn 5 cộng 2 là 4. Đấy, thì đây là một cái bài mà rất dễ, tuy nhiên chúng ta vẫn có thể xảy ra sai sót trong cái bài nhé. Phần B, tìm x để hàm số nhận giá trị là 10. Hàm số nhận giá trị là 10. Hàm số là cái gì? Hàm số của chúng ta chính là y. Vậy nhận giá trị là 10 tức là y sẽ bằng 10. Vậy chúng ta sẽ cho y 10 nhé. Đã có y bằng 10 sẽ tương đương với là gì? Là căn 5 trừ 2 nhân x cộng 3 bằng 10. Từ đó sẽ được là căn 5 trừ 2 nhân x sẽ bằng nó bao nhiêu? 10 trừ 3 bằng 7. Vậy x sẽ bằng 7 chia cho căn 5 trừ 2. Đấy. Đến bước này thì nhiều bạn chúng ta lại mất điểm. Ở đâu? Đó là việc chúng ta không chụp căn thức mẫu. Thì đây là một cái bài mà có ý tưởng rất là hay và người ta ra đề với cái nhiều cái đoạn mà chúng ta dễ mất điểm. Thì chúng ta phải chụp căn thức 7 trên căn 5 trừ 2. Nó là gì? Nhân lên bằng 7 nhân với căn 5 cộng 2, chúng ta nhân liên hợp nha. Dưới sẽ bằng căn 5 tất cả bình trừ đi 2 bình phương. Vậy tương đương với x bằng, à, ta thử xem giúp anh nhé, căn 5 bình phương 5 trừ 4 bằng 1. À, vậy hết rồi, trên 1 thì coi như bỏ đi rồi, sẽ bằng 7 căn 5 cộng với 14. Và từ đây chúng ta kết luận, vậy x bằng 7 căn 5 cộng 14 thì hàm số đã cho có giá trị là 10. Vậy thầy thử máy như thế nào? Thì thầy lấy luôn hàm số thầy nó vẫn còn trên máy tính rồi, thầy ấn can và nhập vào đây là 7 căn 5 x bằng 7 căn 5 cộng 14, xem có đúng nha. 7 căn 5 cộng 14. Như vậy kết quả là 10. Tức là chúng ta đã làm chính xác. Nhớ thầy là tất cả bài nào chúng ta cũng phải cầm sẵn máy tính trong tay và khi giải xong chúng ta thực hiện kiểm tra ngay nhé, để tránh bị mất điểm. Ta tiếp tục bài số 3. Bài số 3 nha. Bài số 3 là bài rất là cơ bản, không có gì khó khăn.
tìm M để hệ phương trình có nghiệm xy thỏa mãn x bình cộng y bình bằng 10. Thì trong bài chuyên đề hệ phương trình thì đã nêu rất kỹ bài này rồi. Đó là chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ thực hiện giải cái hệ phương trình ra. Sau khi giải hệ phương trình theo xy theo M chúng thay vào đây và chúng ta tính là xong. Thế thì chúng ta sẽ thực hiện giải hệ phương trình nhé. Bài số 2. 2x trừ y bằng m trừ 2 và x cộng 2y bằng 3m cộng 4. Thì thầy xin lý lại chúng ta một chút là với những hệ phương trình nhá, mà bốn cái hệ số chỗ x y này không có m thì chúng ta thường giải bằng phương pháp cộng. Và nhớ lại thầy phương pháp cộng gì là bằng trừ đối cộng bạn ơi, không bằng không đối, xin mời bạn nhận. Thế bây giờ chúng ta xem có bằng trừ đối cộng không, tức là hệ số của x không bằng không đối, hệ số y cũng vậy. Vậy chúng ta phải thực hiện là xin mời bạn nhân. Thì chúng ta nhân lên để hệ số của x hoặc y đối nhau hoặc bằng nhau. Ví dụ thầy muốn hệ số y đối nhau thì nhân cái này với 2, phương trình nhân 2 thì tất cả đều nhân 2 nhá, sẽ được là 4x trừ 2y sẽ bằng 2m trừ 4. Và phương trình dưới ta giữ nguyên x cộng 2y bằng 3m cộng 4. Thế thì đây ta thấy gì? Là hệ số của y đã đối nhau. Mà quy tắc ra gì? Bằng trừ đối cộng. Vậy ta thực hiện cộng hàng chỉnh vào. Thế được gì? À, cộng nha. 4x cộng x vậy sẽ được 5x. Âm 2y cộng 2y hết. 2m cộng 3m bằng 5m. Trừ 4 cộng 4 hết. Và ta sẽ giữ lại một phương trình. Một trong hai thì ta cho nhé. Ví dụ thầy giữ lại phương trình trên là 2x trừ y sẽ bằng m trừ 2. Đến đây x sẽ bằng gì? 5m trên 5 với x sẽ bằng m. Và thay vào đây 2 nhân với m trừ y sẽ bằng m trừ 2. Đấy. Vậy chưa giải được bao nhiêu? À, x sẽ bằng m rồi. Y bằng cái gì? Y sẽ bằng 2m trừ đi m ngoặc m. Đây nhá, 2m trừ m trừ 2. Vậy y sẽ bằng m. M 2m trừ m của m. M cộng với 2. Đấy, m 2 nha. Bây giờ chúng ta đã giải xong x y. Sau khi xong xy chúng ta mới tiến hành thay vào cái điều kiện. Thay vào điều kiện. Điều kiện là gì? Điều này cho là x bình cộng y bình bằng 10. Vậy ta có x bình cộng y bình phương bằng 10 sẽ tương đương gì? Tương đương với x bình tức là m bình cộng y bình là m cộng 2 tức bình bằng 10. Đấy, thay vào. Thế sau khi thay đây ta thấy rằng làm gì? Ta chỉ việc khai triển ra m bình là cộng a cộng b tức là bình bằng a bình tức là bằng m bình cộng 2 lần ab, 2 nhân m nhân 2 vậy cộng 4m cộng b bình tức là cộng 2 bình bằng 4 trừ 10 bằng 0. Ta chuyển bên này đưa phương trình bằng 2 vậy được gì? M bình cộng m bình vậy được 2m bình cộng 4m trừ 6 và 0. Đến đây chúng ta thấy ba hệ số này có thể rút gọn cho 2. Vậy chúng ta nên thực hiện rút gọn cho 2. Vậy sẽ được là m bình cộng 2m trừ 3 và 0. Đến đây chúng ta thấy ngay đây là một phương trình bậc 2. Mà phương trình bậc 2 thì chúng ta sẽ giải theo cách đặc biệt trước nhé. Xem đặc biệt được không? Ta có là a cộng b cộng c thì bằng 1 cộng 2 cộng âm 3 vậy bằng 0 rồi. Vậy rất ngoan. Bởi vì a cộng b cộng c bằng 1 cộng 2 cộng với âm 3 bằng 0. Vậy thì suy ra nghiệm thứ nhất là 1, nghiệm thứ hai là c trên a.
Tuy nhiên chúng ta lưu ý cái việc sai dễ bị sai cho thầy, đó là chúng ta suy ra là x1 bằng 1, đây không phải x1 mà gì, m1 bằng 1 và m2 bằng c trên a, tức là bằng -3/1, vậy bằng -3. Chúng ta thử xem là đề bài có điều kiện gì không. Thứ nhất là trên đề bài là tìm m, tức là không có điều kiện gì. Thứ hai là trong quá trình giải có phát sinh điều kiện không. Thế là nhìn từ trên xuống dưới, không chỗ nào phát sinh điều kiện. Tức là gì? Tức là các giá trị cần tìm đều lấy tất những giá trị x, đúng không? À, giá trị m. Và ta kết luận vậy m sẽ thuộc tập hợp gồm hai giá trị là 1 và 0,3. Thì hệ phương trình đã cho có nghiệm x, y và mã x bình cộng y bình bằng 10. Đấy, vậy vậy thầy lưu ý chúng ta về cách làm nhá. Nhắc lại, bước 1 là chúng ta thực hiện giải x, y theo m, có thể bằng pháp cộng, có thể bằng phương pháp thế. Sau khi giải x, y rồi, chúng ta thay vào đề bài và ta sẽ tính được. Đấy, như vậy nhá. Phần B là tìm một hệ thức liên hệ giữa x, y không phụ thuộc vào m. Dạng này có vẻ hơi lạ một chút đối với một số bạn. Thế liên hệ thế nào? Liên hệ là một cái hệ thức mà có mặt giữa x, y thì gọi là liên hệ giữa x, y. Rồi, ví dụ như hệ thức này, 2x trừ y bằng m thứ 2 là một hệ thức giữa x, y. Tuy nhiên cái này có m và yêu cầu người ta là liên hệ giữa x, y không phụ thuộc vào m, có nghĩa là không được có m. Vậy chúng ta làm sao? Tức là từ hệ của đề bài chúng ta phải biến đổi như nào đó để dẫn đến được cái hệ thức mà trong đó chỉ có mặt của x, y thôi. Thì chúng ta có rất nhiều cách, rất nhiều cách. À, ở đây cách nhất mà phổ biến nhất đó là chúng ta sẽ rút m từ phương trình nhất. Đây, ví dụ rút m ra bằng 2x trừ y cộng 2, sau đó ta thay m vào phương trình thứ hai thì sau đó rút gọn lại thì chúng ta sẽ được. Đấy là cách chung nhé. Cách thứ hai là chúng ta có thể nhân thêm rồi cộng trừ để làm sao mà xuất hiện được cái thành phần giống nhau của m để trừ đi nhau. Đấy, hoặc đối nhau thì cộng nhau để thêm m. Ví dụ ở đây ta nhân 3 đi sẽ bằng 6x trừ 3y bằng 3m trừ 6, sau đó ta trừ hai cái phương trình thì 3m trừ 3m hết và thu bằng xong. Và còn một cách thứ ba nhá. Cách thứ ba, nếu như chúng ta giải hệ này rồi thì chúng ta có thể tìm được dễ dàng. Ta có này, theo trên thì ta có là x bằng m và y bằng m cộng 2, cái này có rồi nhé. Và cách này chỉ áp dụng được nếu như ở những phần trên chúng ta đã giải ra x, y rồi, hoặc chưa giải thì chúng ta phải tiến hành giải rồi mới thực hiện được. Thì từ đây ta suy ra cái gì? Ta thay vào x bằng m theo đây, vậy y chính là thay vào y bằng x cộng 2. Thôi đến đây chúng ta thấy ngay hệ thức này liên hệ giữa y và không có m, như vậy đây chính là hệ thức cực tìm. Như vậy bài này có cái giải rất là hay và đặc biệt nhé, với điều kiện là chúng ta phải có nghiệm rồi. Vậy sao là hệ thức liên hệ giữa y không phụ thuộc vào m? Không phụ thuộc vào m, hoặc người ta còn nêu một cái tên gọi khác, đó là hệ thức liên hệ giữa x, y độc lập đối với m. Chúng ta lưu ý nhé. Còn cách gọi thứ hai như vậy. Bây giờ phần B là liên tìm như vậy ta kết thúc rồi. Và qua đây thầy lưu lại về cách giải tìm hệ thức liên hệ giữa x, y không phụ thuộc vào m. Cách thứ nhất là chúng ta thực hiện rút thế từ phương trình ban đầu. Cách thứ hai là từ hệ phương trình ban đầu chúng ta nhân chia rồi cộng trừ nào đó
để tóm lại là khử được mà đi. Và cách thứ ba, nếu như có nghiệm rồi thì chúng ta có thể dùng cái kết quả nghiệm của hệ trình để khử thì nhanh hơn. Đấy, như vậy nhé. Ta sang bài tập số 4, rút gọn biểu thức. Biểu thức trước ta xem lại biểu thức đã. A bằng 7 căn B chia cho B trừ 9 trừ căn B trên căn B trừ 3 trừ căn B trừ 1 chia cho căn B cộng 3. Rút gọn biểu thức này. Thế thì chúng ta sẽ làm gì? Điều đầu tiên đối với rút gọn biểu thức này, đó là chúng ta thực hiện đặt điều kiện xác định, nhớ đề bài chưa nào nha. Điều kiện ta là gì? Thứ nhất là B ở trong căn, B trong căn, vậy B sẽ phải lớn hơn bằng 0. Thứ hai là mẫu thì tất cả mẫu khác 0, B chỉ riêng 0 thì B khác 9. B khác 9 cũng đảm bảo được cái này khác 0, cái này đương nhiên lớn 0 rồi, vậy B sẽ khác 9. Đến đây chúng ta có những phương án nào? Thứ nhất là chúng ta thực hiện theo quy tắc là trong hoặc trước, ngoài hoặc sau. Thứ hai là chúng ta cũng có thể phá ngoặc ra được, và chúng ta quy đồng luôn cả 7 căn B chia cho phân tích căn B bình phương chia 3 bình, vậy thành căn B cộng 3 nhân với căn B trừ 3. Đấy. Trừ đi căn B chia cho căn B trừ 3 cộng, nhớ là phải khi bỏ dấu ngoặc có trừ trước là phải đổi dấu nha. Bước 1 chúng ta tiến hành bỏ ngoặc ra. Sau bỏ người ta làm gì? Đó là thực hiện quy đồng. Sau thực hiện quy đồng nha. Mỗi chung lấy là bao nhiêu? Mỗi chung sẽ lấy là căn B cộng 3, căn B cộng 3 nhân với căn B trừ 3. Chắc quy đồng lên. Với phân thức nó dài chúng ta nên thực hiện kéo thước cho nó đẹp nha. Còn ngắn thì thôi, chúng ta dùng thước nó mất thời gian. 7 căn B sẽ không có nhân tử phụ. Trừ đi căn B nhân gì? Trừ đi căn B nhân với căn B cộng 3 cộng với căn B trừ 1 nhân với căn B trừ 3. Nhớ cái xác định nhân tử phụ là gì? Chúng ta nhìn vào mẫu chung và mẫu riêng, thiếu cái gì thì ta nhân cái đó. Ví dụ đây có căn B trừ 3 thì ta sẽ nhân với căn B cộng 3. Ở đây có căn B cộng 3, ta sẽ nhân với căn B trừ 3 nhá. Bằng, ta tính xem bao nhiêu. 7 căn B này nhân ra này, căn B nhân căn B vậy được trừ B này, căn B nhân 3 trừ 3 căn B này, nhân vào căn B bằng B này, căn B nhân trừ 3 vậy trừ 3 căn B này, tiếp này trừ căn B này cộng 3 này. Chia cho căn B cộng 3 nhân căn B trừ 3 chứ bằng cái gì? Thu gọn lại nha. Trừ B cộng B, vậy hết 7 căn B trừ 3 căn B còn 4 căn B, 4 căn B trừ 3 căn B còn 1 căn B, 1 căn B trừ căn B hết, vậy còn 3. Chia cho, bây giờ không rút gọn nữa thì ta sẽ thu gọn về cho nó gọn, bằng B trừ đi
9. Và từ đó kết luận. Vậy A sẽ bằng 3 trên B trừ 9 với B lớn bằng 0 và B khác 9. Thế thì để kiểm tra kết quả có đúng hay không thì chúng ta có thể sử dụng máy tính nha, máy tính. Nếu máy tính 580 VLX thì chúng ta có thể ấn cái biểu thức này vào và với chức năng đúng sai thì máy sẽ báo ta nghe. Thế còn nếu với máy bình thường như máy 570 VLX của thầy thì chúng ta sẽ thử qua cách là chúng ta lấy biểu thức ban đầu trừ biểu thức cuối, sau đó cho tính thử vài giá trị của V nó bằng không là được. Ví dụ ta sẽ nhập vào nhá, 7 căn B chia cho B trừ 9 trừ mở ngoặc căn B trên căn B trừ 3 trừ căn B trừ 1 chia cho căn B cộng 3 trừ đi cái biểu thức cuối cùng là 3 trên B trừ 9 trên B trừ 9. Sau đó chúng ta sẽ tính thử vài lần, ví dụ thì cho B bằng 5 chẳng hạn. Đấy thì kết quả bằng 0. Cho tính lần nữa, ví dụ như là căn 3 chẳng hạn, căn 3 kết quả cũng bằng 0, tính lần nữa âm 5 chẳng hạn. À, như vậy ông 5 máy báo lỗi bởi vì vi phạm điều kiện, ta cho ông 10 đi, vậy kết quả bằng 0. Tức là thử ba giá trị của B mà cái hiệu giữa cái biểu thức ban đầu trừ biểu thức cuối đều bằng 0 thì chắc chắn là bài làm ta đúng. Đấy, như vậy nha. Chúng ta xong bài tập số 4.